Chào anh em, đây là hôm 7 lươn 60 anh em nhá. Hôm 7 lươn 60, vâng. Đây là hôm 7 lươn 60. Anh em nghe rõ không? Hôm 7 lươn 60 để đơm lươn to, lươn 1 cân. Đây là cái lòng của nó các bạn này. Đấy, con lươn được 1 cân nó vào thoải mái anh em nhá. Cái nào giống cái nào hết đấy. Đấy, hôm lươn làm bằng thủ công anh em nhá. Làm bằng giang, tre kết lại với nhau thành một cái hôm rất là đẹp, rất là chuẩn. Đấy, cái lòng ở trong các bạn này. Các bạn bôi mồi là bôi ở đây này. Đấy. Mồi là giun với trứng gà băm nhỏ. Đấy, các bạn thấy không? Mà ai mua hôm của mình đều thả được nhiều các bạn ạ. Đấy. Rất là đẹp. Rồi, ai có nhu cầu thì alo cho mình nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn. Nhớ đăng ký kênh của mình, ủng hộ mình với. Cảm ơn anh em. Sao mà đẹp như thế này nhỉ?